Các anh chị đồng nghiệp thân mến, làm thế nào để chúng ta có thể dễ dàng đạt được thành tựu trong công việc? Phải chăng chúng ta nên cầu may từ cái đấng siêu nhiên? Hay chỉ cần nằm chờ thời tới cản không nổi? Rồi chờ đến khi nào? Cơ hội tốt sẽ không tự nhiên từ trên trời mà rớt xuống, mà nó xuất phát từ việc các bạn phải nhận biết các nguy cơ và rủi ro trong công việc hàng ngày, từ đó thực hiện các biện pháp để giảm thiểu các rủi ro này, để cho công việc của chúng ta không còn các mối nguy mà chỉ còn có các cơ hội đến để chúng ta nắm bắt. Hấp dẫn không các bạn? Hãy cùng với Trần đi vào thực tế để tìm hiểu nhé. Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Du lịch Phạt Ma Việt Nam đã và đang nhanh chóng thực hiện đón đầu các vaccine phòng Covid hiệu quả. Một trong những hành động cấp thiết của chúng ta là đang xây dựng, lắp đặt khu vực lưu trữ vaccine đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế cao nhất. Để tiến hành công trình này một cách suôn sẻ và tuân thủ chất lượng vận hành, chúng ta phải lập bản đánh giá rủi ro chi tiết cho các quá trình vận hành vaccine. Điển hình như rủi ro nhà xưởng, rủi ro thiết bị, rủi ro về con người, rủi ro quy trình. Theo đó, một số nguy cơ tiêu biểu như là: nguy cơ có thể công trình không đáp ứng đúng khoảng nhiệt độ lưu trữ âm sâu của vaccine COVID. Để giảm thiểu và ngăn chặn các lỗi tiềm ẩn trong vận hành thực tế, nhóm vận hành cùng với nhóm chất lượng theo sát công trình từ những ngày đầu để thực hiện các thẩm định nhiệt độ lưu trữ âm sâu và hoàn tất DQ, IQ, OQ, BQ trước khi đưa khu vực này vào hoạt động chính thức. Nguy cơ tiếp theo là các quy trình và hướng dẫn công việc vận hành vaccine COVID chưa được thiết lập đầy đủ. Nhằm loại bỏ mối nguy này, các phòng ban liên quan cùng nhau xác định các quy trình và hướng dẫn công việc cần thiết để vận hành vaccine COVID, rồi bắt tay ngay vào việc biên soạn, kiểm tra, xem xét và phê duyệt các quy trình chuẩn trước khi đưa vào hoạt động thực tế. Và một khi quy trình chuẩn đã sẵn sàng cùng với các hướng dẫn công việc đã được thiết lập, thì ban quản lý lập tức đào tạo các nhân viên liên quan để đảm bảo các bạn thực hiện đúng và đủ các trách nhiệm cùng với quyền hạn được phân công. Điều này đồng thời loại bỏ được nguy cơ thiếu hướng dẫn cho nhân viên. Các bạn thấy đấy, nhờ vào việc nhận biết các rủi ro nguy cơ như vậy mà chúng ta thiết lập được kế hoạch hành động kiểm soát các nguy cơ này, nhằm làm giảm thiểu và ngăn chặn các lỗi tiềm ẩn trong vận hành thực tế. Đây cũng là bí quyết để công việc luôn được suôn sẻ và thuận lợi, giúp chúng ta vận hành đạt tiêu chuẩn lưu trữ vaccine COVID một cách an toàn và chất lượng, đồng thời góp phần không nhỏ trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Nói tóm lại, quản lý rủi ro là công cụ đắc lực của quản lý chất lượng. Thực hành quản lý rủi ro là duy trì văn hóa chất lượng, là giữ vững chất lượng thuốc đến với tay của người sử dụng. Đó cũng là sứ mệnh của tôi, của bạn và của đại gia đình Du lịch Phạt Ma.